thực sự và cảm quan, và nói ngay khi mà những cái ngày đầu cháu đi học, gia đình cảm thấy là cháu có cái niềm vui trong việc đi học, việc học tập. Thì như mình nói là cháu nó phù hợp hơn với lại một cái môi trường học mà theo mình nghĩ nó là khai phóng. Tôi là Nguyễn Duy Hưng, tôi là phụ huynh của cháu Nhã Khanh, hiện đang học lớp 10 tại trường Scott AGM. Con mình học tại một trường công của quận 10. Trong quá trình học thì cháu học chương trình tiếng Anh tích hợp. Mình cũng nhận thấy là cháu nó phù hợp với lại những cái sử dụng tiếng Anh, rồi nơi mà cháu có thể hiện được cái khả năng của mình với lại một số cái môn học như là môn khoa học. Phản hồi của các thầy cô ở bên trường lúc mà mình đi học phụ huynh thì mình thấy là cháu rất là có tích những cái môn như vậy. Ban đầu thì cũng có rất là nhiều băn khoăn, tại vì cháu thì đang học lớp 8, thì năm lớp 9 thì cũng đang suy nghĩ là có nên để hết năm 9 rồi sau đó cho cháu qua bên đây học vào cấp 3 hay không. Biết là trường Scott AGF thì là một trường có cái truyền thống lâu đời tại Úc trên 100 năm, nhưng mà ở Việt Nam thì năm vừa rồi mình tìm hiểu để cháu vào thì trường mới chỉ hoạt động 1 năm thôi. Nhưng mà trong cái quá trình tìm hiểu thì nhờ cái sự hướng dẫn rất là, tư vấn rất là tận tình của ban tuyển sinh ấy, cũng giống như là mình có tìm hiểu thông tin từ một vài phụ huynh khác, thì mình quyết định là cho cháu nộp đơn thi thử vào trong trường. Thì may mắn trong quá trình đấy thì cháu lại được trường xét duyệt cho một cái học bổng cũng khá là hấp dẫn. Thì đó chính là lý do mà cuối cùng thì gia đình quyết định chuyển cho cháu sang học trường Scott AGM. Thực sự cái tiêu chí mà quan trọng nhất thì mình có lẽ là mình xem là cháu nó có khả năng thích nghi hay không. Tại vì năm lớp 8 đến năm lớp 9 nó cũng là một cái critical point cho cháu. Mình tìm hiểu ở trường Scott AGM thì mình thấy chương trình học thì là nó phù hợp. Như mình nói, cháu rất thích những cái môn thiên về khoa học thì mình thấy cái chương trình học ở đây rất là phù hợp. Về ngoại ngữ thì gia đình cũng có chút lo lắng, nhưng mà cũng biết là cháu nó học ngoại ngữ thì cũng tốt. Thì may mắn là trong thời gian học bên đây thì mọi việc nó cũng rất là ổn. Trường cũng gần nhà. Và cái học phí nếu mà ban đầu thì đúng là hơi cao, nhưng mà với cái học bổng mà cháu được cấp á, thì cái mức nó nằm trong cái mức có thể chi trả của gia đình. Nên tất cả những yếu tố đó là quyết định là gia đình chuyển cho cháu từ trường công sang học ở bên trường bên đây. Chúng ta biết là nếu mà năm lớp 9 mà học ở trường công thì cái sức ép về chuyện mà thi cử lớp 10 rất là kinh khủng đối với gia đình. Mà may thì sang đây thì cũng không có cái áp lực đó, nên cháu cũng được tự do thể hiện cái niềm yêu thích học tập đã đến trường của mình. Để đến trường thì cháu cũng tham gia được nhiều cái hoạt động ngoại khóa. Thì như các cái năm trước mà cấp 2 ở trường công thì chỉ có bù đầu bù việc học thôi, nhưng mà năm vừa rồi thì cháu cũng có tham gia được vào cái ban nhạc của lớp rồi nọ. Thì mình cảm thấy cái quá trình học tập của cháu nó thực sự là thú vị, và cái điều đó nó cũng đem lại thực sự là cái niềm hạnh phúc cho gia đình. Cháu đi học vui hơn, mà đây vui không có nghĩa là cháu chỉ có đến trường mà chơi. Mình thấy cái khả năng của cháu trong cái việc phát triển khả năng tư duy phản biện, cái góc nhìn của cháu về những cái vấn đề xã hội nó cũng mang tính sâu sắc hơn. Niềm yêu thích của cháu về những cái môn khoa học mình cũng cảm thấy nó tăng lên. Cá nhân mình thấy là cái chương trình SACE này là một cái chương trình rất là hay và hợp lý. Mình thích nhất là cái điểm là cái tổng điểm nó sẽ là tính trong cả cái quá trình học, chứ không phải là chỉ có chú trọng vào một cái kỳ thi. Nên là nó điều đó thúc đẩy cho các cháu học sinh là trải nghiệm cả mỗi quá trình và giảm cái áp lực cho những cái kỳ thi. Thì qua cái quá trình học của chương trình SACE đó thì mình thấy cái nó đáp ứng được cái mong muốn của gia đình, để mà cháu trở thành một cái người thực sự là trong cuộc sống liên tục tìm hiểu và tìm tòi phát triển bản thân mình. Thì gia đình cũng cân nhắc khi mà học chương trình tú tài của Úc, thì cũng đang tìm hiểu cân nhắc những cái chương trình học ở trường đại học của Úc. Thì ở Úc cháu nó thích học về ngành tâm lý học, thì ở Úc cũng có một số trường đại học nó cũng rất là uy tín về cái ngành này, thì gia đình cũng đang hướng cho cháu vào cái hướng đấy. Rồi còn một cái hướng nữa là đại học Fulbright ở Việt Nam cũng ở ngành tâm lý học, thì mình tin rằng với lại những cái kiến thức và những cái kỹ năng mà được trang bị trong nhà trường ấy, mình thấy là cháu dần dần đang tiến độ, thì hy vọng rằng cháu sẽ có đủ khả năng để mà tham gia những cái chương trình học của các trường đại học đấy.